vàng mấy coi. Vàng mấy chảy bao hay là gì? Nó có luôn cái này nha. Luôn cái bể này nha. Luôn cái bể này, luôn cái băng chuyền này nha. Giá mình báo trên kênh nha. Luôn cái phần này. Mấy chảy bao hay gì? Cái này nó nâng hạ các bạn. Nâng lên hạ xuống. Cái motor. Học chơi giá là phải đẹp. Kéo. Cái nó cắt cái đó làm luôn, nó không dám tiện nữa. Cái mấy chảy bao. Cần 1 tấn nha. Nặng gần 1 tấn. Còn nó như vậy cái máy 30 triệu thôi, cái máy cái chạy 20 triệu rồi. Bởi vì người mẫu nó đẹp cái gì. Cái này là cái chỗ là son phấn với lụa thôi là thấy nó hơn cao cấp người ta rồi. Rồi là đó ngày bán cá bán thịt không chặt. Về đỡ nào cũng xấu. Tanh. Đúng không? Còn mấy nhỏ cho nó ăn xong nó không dưỡng. Cái quất luôn. Quất. Rồi cái màn hình đi theo đó rồi. Bị lấy miệng mình nó bắt quân anh. Anh mới nói không thì mình nó quất rồi. Cái này là đúng đề em mà còn bái là em hốt rồi mà giờ thôi. Cũ.